Tạo hình cổ trang cực xinh của Dương Mịch, gái 34 tuổi mà nhan sắc sao lại cực phẩm thế này. Dương Mịch xuất hiện xinh đẹp với tạo hình cổ trang trên trường quay Trốn Khỏi Mật Thất 3. Hình ảnh mới của Dương Mịch trên trường quay Trốn Khỏi Mật Thất 3 vừa bị lộ. Trong đó, nữ diễn viên 34 tuổi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, căng tràn sức sống. Dương Mịch mặc trang phục cổ trang có tông màu đỏ trắng tươi sáng. Cách tạo dáng của nữ diễn viên gợi nhắc đến hình tượng nhân vật Phù Dao trong Phù Dao Hoàng hậu. Gương mặt Dương Mịch ở góc chụp này khá nhỏ, lại còn trắng mịn cực kỳ bắt mắt. Dương Mịch liên tục tạo dáng đáng yêu và nhí nhảnh trước ống kính. Dù đã qua một lần sinh nở, nhưng Dương Mịch được khen vẫn trẻ trung như thiếu nữ. Ngôi sao của tam sinh tam thế Thập Lý Đào Hoa mỉm cười ngọt ngào, toát lên sự sang trọng, tươi trẻ cũng như đầy nữ tính. Dương Mịch sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường tại Bắc Kinh. Từ nhỏ cô đã nghịch ngợm nên bố mẹ mới đăng ký cho học lớp diễn xuất tại xưởng phim Thiếu Nhi Trung Quốc. Vào năm 1990, đoàn phim Đường Minh Hoàng tới hãng phim này để tìm diễn viên nhí. Thế là Dương Mịch được chọn dù cô chỉ mới 4 tuổi. Ở tác phẩm này, Dương Mịch đóng vai Hàm Nghi Công Chúa và đã gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Tiếp đến, cô đóng các phim như Võ Trạng Nguyên, Tô Khất Nhi, Hầu Oa, Thần Điêu Đại Hiệp, nhưng sự nghiệp chỉ thực sự bùng nổ từ sau dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, đóng với Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Hoắc Kiến Hoa. Trong số những người đẹp xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Dương Mịch nổi danh thuộc hàng bậc nhất. Dẫu vậy, dù được đào tạo khá chuyên nghiệp, lại còn theo học trường lớp diễn xuất từ bé, song Dương Mịch lúc đóng phim cũng bị chê kém diễn. Hiện tại, Dương Mịch đang tham gia ghi hình sâu Trốn Khỏi Mật Thất 3 cùng Đặng Luân, Hoàng Minh Hảo.